Ớt nhà ăn xài nghe mà con. Chơi lớn không? Nhiều quá. Ăn xài mà cực thế. Lúc lắc trước cái đứa có ông không hả? Phải. Ồ quá trời xài luôn nè. Ừ. Con có còn gì nữa mà ăn. Hôm nay Hoàng Lâm Bibi leo lên nóc nhà để xài ăn. Đây, có bà chị Lê nữa mà nóc đằng kia rồi. Đây là nóc nhà nha cả nhà. Dữ lắm xài rồi. Đó người ta nóc không dám mở ra rồi hả? Đây. Đây. Bây giờ là mình đã có một cái nóc nhà ăn xài. Trơn rồi. Mọi người có ai thấy dữ qua không mà? Đây, thấy đúng không? Ừ. Đây. Xài đi cả nhà. À, bể xào non ai bể xào gì em có ăn gì đâu. Trời ơi, tụi ơi, xài bự bự không ấy nhà ơi cả nhà. Làm chi chắc bự bà chà bá luôn kìa sao bể được. Nhưng mà chị ơi, chị đang mấy chén này nè. Đừng, chị xách vô. Ghê quá, meo meo ngoài nóc nhà. Lộn mèo thôi nè, gì đâu. Ăn xài nhỏ thì ngồi ở đây. Không. Đó. À, rồi bà chào bên nắng rồi con thang cứ bẹp cái đầu lại. Nhóc luôn nè. Nè. Nhắn dữ nữa kìa. Giờ bẻ giùm xuống cho mấy đứa nó về cháy đi. Em đỡ cái cháy xuống mình còn đang ngồi trong nước nè. Tu má hai lần lần nữa ba. Đâu rồi? Ôi trời. Để nằm suốt trên cao rồi không thấy xuống. Anh thấy xuống trong nhà ha. Đây, trái xài vừa mới bẻ xuống. Đây, đây là nóc nhà nha cả nhà. Đây. Bữa nay ăn xài nhưng mà leo lên nóc nhà ăn xài luôn. Bây giờ. Đây, giới thiệu tới cái xài đi. Kìa, trái bự bự không được cả nhà. Trời ơi, hồ tử nó không có nhiều như bao cây xài người ta xịt thuốc. Xài này là xài thiên nhiên. Nó kìa cho nó trái nhóc luôn kìa. Dây điện nha. Không, dây này nó không có điện đâu chị. Cái này già hả gì vậy nè? Già rồi. Bẻ nó luôn đi chị. Dạ ăn đâu ngon chứ nó. Trời đâu có. Một lần leo lên lần khó có bẻ lần một chứ hết luôn. Thôi mốt khỏi leo. Đây, phát hiện trái rượu chín luôn làm sao hái đây. Ê được được được. Tại tâm ăn giờ sống đâu chạy vào đây quất ăn cay khỏi cần muối luôn quất luôn á. Muối không bà mủ con giả cắn nó nổi đâu miệng luôn á. Nó mà mủ không cả nhà ơi. Lấy dao nè. Rồi mở lên cho coi luôn chị nghe nè. Chạy dao rồi đang xòi gửi thấy hình đi biết ăn đâu à.
ăn cái nóc nhà. Gọi thấy hình đi. Nắng với bà luôn chứ không nắng. Nhưng mà tại thèm ăn sợi non á, chạy nút nhà ăn mới được nè. Mới có ăn nè. Thôi trời. Cái gì vậy? Chua. Thấy không? Rồi tắt đi cho chỉ like giật bếp đi. Kiếm like. Tắt đi vậy, tắt đi vậy. Like giật bếp được vậy. Coi thấy chưa coi. Thôi nha. Đã gì đâu. Cả nhà ơi, nó chua chua ngọt ngọt ngon cực kỳ, không cần chấm muối luôn. Gần gần luôn. Ngon, chín mới. Ủa nãy em kêu chị like gì? Like giật bếp đi. Quay phim giật bếp hả? Ừ, xin bút quá. Cắn cái. Ngon lắm, chua chua ngọt ngọt. Nóng quá cả nhà. Phải có cánh bao gì bển xuống cho nó nhanh. Ngồi bắt leo xuống nữa. Ngon lắm. Ủa, tầm bậy à. Tao quay trực tiếp mà. Có quay không? Đang ngắn thẻ. Chị phải ngắn lẻ gì mà em cũng biết là phải lẻ đi chị. Có hả? Ừ. Chút xíu nữa không? Bà Lam Baby sẽ uống nước dừa trên cây dừa luôn. Má ơi. Ghê nè em. Em đẩy ra đi rồi em bấm vô nước đẩy giữa luôn đây chứ giờ. Dễ gì sáng mà mấy em. Nắng. Phải nắng. Cái ánh sáng. Có ai vô coi chưa? Giờ xin chào tạm biệt nữa nè. Mình đi kiếm đường đi xuống đây. Bye bye. Vậy.